Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đây mấy bạn ơi. Mà bạn thấy mình đẹp trai thiệt không? Ai mà biết được. Tất nhiên là thiệt rồi chứ còn gì nữa. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, bạn thấy đằng sau lưng của mình, bạn thấy ai không? Xin giới thiệu bạn, đây chính là hai bạn nữ xinh đẹp nhất Hero Team. Đầu tiên, phải nói đến một bạn nữ cực kỳ cute, phô mai que đang đứng trước mặt mình. Xin giới thiệu bạn, đó chính là Sammy. Gì? Thì sao em đứng trước mặt chị á? Ủa thì, tính ra Sammy là bạn gái của em thì em phải khen Sammy trước chứ, đúng không Sam? Đúng rồi, ok. Thôi không, mình vào đây làm gì đi. Bình tĩnh, ok. Tiếp theo nữa, đó chính là một chị cũng rất là cute, phô mai que. Xin hiểu bạn, đó chính là chị Camuidu. Hello mọi người, nhưng mà bỏ cái từ đuôi ra. Ok, Camui nướp, được không? Cũng được. Ok, Camui nướp. Rồi ok bạn ơi, thì hôm nay nữa bạn ơi, mình đã mời Sammy cùng với chị Camui vào trong đây để chơi chung với mình một con mini game rất là vui luôn mấy bạn ơi. Bạn thấy đằng sau lưng của mình nè, tên, thấy gì không? Đó chính là một gọi là cái khối có mấy cái viên xúc sắc ở bên trong với một con rắn nữa bạn ơi. À không, phải nói là bốn con rắn mới đúng, quá trời rắn luôn nè. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi, đó chính là trò chơi cái gì ta, cái trò chơi này trò chơi gì mà mình không biết tên. Nói chung thôi kệ đi, mình không biết tên của nó, nhưng mà mình sẽ gọi là chơi để cho các bạn biết được trò này chơi này nó chơi như thế nào nha, chứ cái tên của nó là gì thì mình cũng không biết. À đây đây đây, nó có tên nè, trời ơi. Tên của nó là Next Elada gì đó. Thì nói chung là Phong không giỏi tiếng Anh lắm, thì mấy bạn cứ coi Phong chơi cái trò chơi này đi rồi mấy bạn sẽ biết trò này chơi sao nha. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau bấm vô quả cầu này nào mọi người. Let's go. Ok. À, rồi ok, thì đầu tiên chúng ta đã được đến một cái chỗ khác nữa bạn ơi, bạn thấy chưa? Cái chỗ này là chỗ bắt đầu này. Đấy, thì đầu tiên nha, chúng ta sẽ sử dụng cái tấm này nè. Chúng ta sẽ mở nó ra. Đấy, mấy bạn thấy chưa? Mở nó ra thì chúng ta sẽ được gọi là mấy tấm thẻ nè. Đó, thì mình đã được tấm thẻ trứng rắn nữa bạn ơi. Trứng rắn này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ đặt ra con rắn và người nào đụng trúng con rắn thì người đó sẽ bị cắn chết và quay trở về màn đầu tiên luôn. Nghe ghê không? Nghe ghê không? Wow, đen chưa? Tiếp theo nữa là một viên xúc sắc nè. Viên xúc sắc này chúng ta sẽ đặt ra đất để dùng để cho nó xoay nha. Thì ở đây nó yêu cầu là phải xoay được tổng cộng là 6 điểm thì mới qua được màn 1. Ok. Rồi, bây giờ tới lượt em xoay nha. Xoay nè. Mấy điểm đây? Yeah, 6 điểm luôn rồi. Ghê chưa? Ok, tới lượt Sam kìa. Rồi, sao được mấy điểm? Không được 6 điểm hả? Ok. Tới lượt Camui kìa. Cảm ơn mấy điểm. 2 điểm. Ok, tới lượt em nha. Em đi trước nha. Bye bye mọi người. Tạm biệt. Phong đi đây. Bye bye Sam nha. Bye bye Camui nha. Đi đây. Bùm. 4 điểm. Ok, Phong đi đây. 1 2 3 4. Ok, Phong đến được màn số 5 rồi nè. Ta da. Rồi tới lượt Camui với Sam kìa. Tôi. Mấy điểm? 3 điểm. 3 điểm, ok, vậy không được qua. Tính lượt Camui kìa, Camui nhanh lên. Trời ơi là trời. Hey, mấy người này lâu quá bạn ơi. Ok, khoan, bây giờ mình ở màn số 5 đúng không? Mình sẽ đặt ra một con rắn. Đặt ra con rắn nè. Đó, người nào đến màn này sẽ bị rắn cắn chết nha. Ok, di chuyển tiếp. Dòng thứ ác độc. Số 2, ok, 1, 2. Rồi, Phong đến số 2 nè. Rồi, Phong đã được đến một màn đặc biệt. Wow, ok, để xem màn đặc biệt là gì đây. Là cầu thang mấy bạn ơi. Yeah. Thì ok, mình sẽ giải thích cho các bạn cầu thang để làm gì nha. Thì cái cầu thang này nè, khi các bạn sử dụng cầu thang này thì các bạn sẽ được đi đến gọi là một cái con đường nó cao hơn nha các bạn nha. Ok, đây là mình sẽ chọn coi. Rồi mình sẽ được đi đến số mấy đây? Số 29. Yeah, từ số 5 mà lên số 29 luôn. Quá ghê. Ok, để Phong phải để thêm đống rắn ở chỗ này nữa. Ok, từ bây giờ Phong sẽ để thêm đống rắn chỗ này nữa. Bùm. Đấy. Trời đất ơi, người ta chưa lên mà đặt rắn hoài vậy. Tôi phải đặt rắn cho ai trúng chỗ này người nó sẽ thua, hiểu không? Đó, ok, tới lượt Camui kìa. Tạm biệt Sam nha. Oh. What the heck? Wow, mấy bạn ơi, vậy là chị Camui cũng xoay được số 6 và chị Camui đã được bắt đầu rồi kìa. Vậy là chỉ còn có mỗi mình Sam bị kẹt lại ở chỗ đó thôi. Ok, Camui. Tiếp đi. Ô, chị cũng được vào cầu thang luôn hả? Ghê quá vậy. Wow. Alo, tôi chị... là gì vậy? Alo. Chị lên được số mấy vậy? 23. 23. À, vậy là mình gần gặp được Camui bạn ơi. À không, phải nói là Camui gần gặp được mình mới đúng chứ. Ok, để mình mở xa xa màn hình ra để mình coi Camui ở đâu nè. Rồi ok, tới lượt Phong xoay nha. Xoay nè. Bùm. Số 3. Ok, rồi di chuyển tiếp. 1 2 3.
Ok, đến số 3 nè. Ok, rồi ok, tới lượt Phong nha. Phong xoay nè. Bùm. Số 2, trời ơi trời, sao lại được số 2 vậy trời. Ai, chén ghê luôn á, phải số nhiều hơn mới đúng chứ. Rồi tới lượt Sammy kìa. Mọi thứ. Rồi. Ô, Sammy được ra ngoài kìa. Trời ơi, chúc mừng Sammy nha. Cuối cùng thì Sammy cũng đã thoát ra ngoài được rồi. Ok, tới lượt Camui kìa, Camui ơi. Ôi, 6 bước. Camui được số 6 luôn. Trời ơi, chị Camui sướng quá vậy. Được số 6 thì sẽ được xoay thêm một lần nữa nha các bạn nha. Ok. À, chị Camui bị rắn cắn rồi. Không sao, nhưng mà chị lên đây hơn em nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi. Rồi, Camui đã gặp một cái màn đặc biệt các bạn ơi. Ok, để xem Camui sống sao đây. Đừng nói màn cầu thang nữa nha. Không, không. Màn này là một cái màn gạt cần gạt. Chị mà gạt cần gạt thua 3 lần là chị sẽ chết luôn á. Hiểu không Camui? Ủa sao Camui ơi, chị đánh level mấy rồi? Ô, chị Camui thua rồi các bạn ơi. Chị Camui chơi màn đặc biệt, Camui thua cho anh chị Camui xuống xuống màn màn bao nhiêu rồi? Màn 15 hả? À không, chị bị xuống màn 5 nhưng mà chị chơi cái 10 bước á. À trời ơi, nói chung là chị cũng thua em rồi. Vậy hồi nãy kêu vượt của em liêu liêu. Ok, đến lượt mình xoay nè, mình được số 2 các bạn ơi. 1 2. Mình trúng quả bom rồi. No! Yes, hay á. Rồi xong. My turn. Tôi trúng quả bom cái tôi xuống màn 30 luôn các bạn. Ok. Rồi tới lượt Sam kìa. Sam luôn á, ghê hồn. Số 6 luôn hả? Ok rồi, di chuyển tiếp đi. Xoay 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 tiếp. Số 6 được xoay thêm lần nữa. Một. Số 1 rồi xong, dặm quả bom rồi. Chết Sam rồi. Rồi ok, tới lượt mình nè các bạn ơi. Xoay tiếp coi, hy vọng lần này mình sẽ được số cao cao xíu. Số 4. Ok, cũng được rồi. 1 2 3 4. Rồi chúng ta sẽ được gì đây? Có được màn đặc biệt không? Được màn đặc biệt các bạn ơi. Wow. Ok, màn đặc biệt này là gì đây? Ồ. Ồ. Màn đặc biệt này nó đưa em đến một cái chỗ nào đó nhìn ghê quá Camui ơi. Ồ khoan từ. Bên dưới có quái đúng không? Không, bên dưới có quái chạy rắn luôn. Có nghĩa là em mà rơi xuống dưới. Tôi biết rồi. Em mà rơi xuống dưới là em sẽ bị rắn cắn chết. Không được được. Vậy là em phải bắt cua qua bên mấy chỗ này. Hey. À, té ơi. Biết không? Ui. Trời đất ơi. Một mạng, trời mất một mạng ơi. À, mất hai mạng. Ui. Ôi trời, mấy cục đá này. Mày à, mất ba mạng. Rồi xong luôn. Rồi xong. Phong à. Xuống màn số 5 luôn. Trời đất. Trời ơi, mấy bạn ơi, chết ba bạn luôn rồi. Mình thua luôn, Camui thua Sammy luôn. À, cái rương của tôi mà, ai cho bà mở? Ủa, rương của tôi mà. Xin lỗi. Sam mở rương của mình luôn các bạn ơi. Xin lỗi gì mà xin lỗi. Ok, đây là Camui kìa. Mọi người ơi, Camui ở trên này nè, trên ngay trên đầu mọi người nè. Đâu? Trời. Hello, đây nè. Rồi, à, trời, tới lượt em nè. Xoay. Màn số 4. 1, 2, 3, 4. Màn số 4 có được gì hôm nay? Không được gì luôn rồi. Ok, tìm mọi người tiếp tục đi. Ê, Sammy sướng quá. Sammy được số 5 cho nên Sammy được thêm cái rương nữa bạn ơi. Đảo giờ. Ôi là trời. Ủa sao mở được? Không được nè, tôi lại á. Là do hồi nãy bà mở rương của tôi cho nên bây giờ nó cấm bà không cho bà mở rương tiếp đó. Liêu liêu. Ok, đến lượt tôi nè. Xoay. Số 3. 1, 2. Ê, cái rương. Bà, bay màn nào đây? Màn số 12. Ok. Hey, hồi nãy lên được 31, bây giờ xuống lại 12 rồi. Ủa gì đây? Sao mình lại bị cháy? Đừng nói trong đây có bom nữa nha. Trời ơi trời. À, bà Camui bà chọi bom mình các bạn ơi. Camui chọi bom mình. Trời ơi trời, Camui ác độc. Ây trời các bạn ơi, Sammy bả đi từ nãy giờ bả đi hơn mình luôn các bạn ơi. Trời. Wow, quá trời, bả đến được số bao nhiêu vậy? Màn 22 luôn. Số 21. Trời ơi trời, mình thua hai đứa con gái các bạn ơi. Mình ở số 12. Mình thua Camui, thua Sammy luôn các bạn ơi. Trời, bà Camui bà đi tiếp kìa. Trời ơi trời, tức quá, làm sao đây? Làm sao mới win được đây? Ok, không sao, cố gắng lên. Xoay nè, màn số 5. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Được màn đặc biệt gì hôm nay? Không được đặc biệt gì luôn. Trời ơi trời, ok, không sao. Mình gần đến chỗ Sam rồi. Nè, Sam được có số 2 hả? Dở ẹt. Ok. Đúng rồi, được số 2 à. Đến lượt Camui kìa, nhanh lên. Em muốn vượt qua hai người, nhanh lên. Làm sao vượt được em ơi, chị ở tít trên em xa lắm luôn á. Chị được số mấy rồi? 3. Số 3, ôi số 3 là thấp hơn em rồi. Ờ nhưng mà chị bằng đang ở bàn 33, còn em ở bàn 19 em mà. Ý em hỏi là chị ở số màn bao nhiêu á, chị bàn số 3. Tầng mấy đi. Ok. Rồi em gần đuổi theo gần Sammy nè. Ê, Sammy ơi, bà trốn không được tôi đâu. Trời, số 4 hả? Ít xịn. Trời ơi trời. Ok, rồi lượt Camui kìa. Ủa, nhớ. Sammy được vô màn đặc biệt. Ok, để coi Sam có vượt qua được màn đặc biệt không nha. Hey, Sam ơi, bạn có win được cái mini game không vậy? Thắng thôi, yeah. Trời, thắng luôn hả?
Rồi Sam lên được tầng bao nhiêu? 27. Tính ra cũng gần mình mà đâu có xa lắm đâu. Cũng đâu có xa lắm đâu. Liêu. Ok, tới lượt ca môi kìa. Rồi ok, tới lượt em. Bùm. Rồi. Mình được số 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi dặm quả bơm. Xuống anh cuối, xuống. Ủa khoan, quả bơm này không nổ được. Quả bơm này không nổ được. Yeah, chỗ này chỉ để đặt bơm thôi. Chứ quả này quả bơm này không nổ được. Liêu. Ồ, ca mui bên kia kìa bạn ơi. Mình gần đuổi được tới chỗ ca mui rồi. Ok. Rồi, tới lượt Sam kìa, nhanh lên, xoay nhanh lên để tôi còn qua chỗ ca mui. Tôi đã đặt trứng bom ở đây, trứng rắn ở đây nha, pha ông cẩn thận nha. Ai mà sợ. Rồi xong em tôi luôn. Ê, rồi xong, 1, 2, 3, may quá, mình dịch lên trên kia cái nữa là mình chết luôn á. Trời, rồi cái được em nha, xoay coi số mấy nè, số 3, trời ơi, vượt qua được rồi, may quá, 1, 2, 3, chuẩn bị rắn cắn, trời ơi, mình đi ngang qua mình vẫn bị nó cắn một cái, no, đừng chết, đừng, không. Đừng chết, máu mình đang giảm từ từ. Không, đâu, không, đi, chết. Không. Ô mày quá, còn 10 máu. Còn 10 máu. May quá còn 10 máu các bạn ơi. Số 1, xui dễ sợ xui. Trời may ghê luôn á. Rồi, sao đến bạn đặc biệt rồi. Ui, Sammy đã vượt qua được thử thách rồi các bạn ơi. Gì ghê quá vậy. Ủa là trời, nếu như mà Sam mà không vượt qua được thử thách ha, là Sam chết chắc luôn rồi. Trời là trời. Tức ghê luôn á, ok, tới lượt Phong nè. Số 3. À, mình gặp Sam bạn ơi. 1, 2, 3. Hello Sam. Hello. Wow, mình đã được đến một cái màn đặc biệt. Màn đặc biệt này là gì? Màn đặc biệt này là gỡ bơm mấy bạn ơi. Rồi xong. Gỡ lên. Ok. Gỡ lên Phong ơi. Bây giờ mình sẽ chọn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ chọn số 8 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, cái này số 8 này chắc chắn là cái này không chết nè. Rồi chết queo luôn. Ôi chơi. Ok, cái này là không được rồi đúng không? Cái này chắc chắn không chết nè. Hey, đó, thấy chưa? Tiếp theo nữa là cái này không chết. Đó, thấy chưa? Tiếp theo nữa là cái này không chết nè. Đó. Boom. Rồi chết queo luôn. Boom. Rồi xong. Đó, còn một mạng duy nhất các bạn ơi, còn một mạng cuối cùng. Cái này chắc chắn không chết. Ê. Tôi nghe thì tiếng boom nữa. Rồi xong mấy bạn ơi, mình xuống mạng số 5 luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tạm dừng video một chút xíu nha các bạn nha. Để mình gọi là lên được tới màn cao hơn mình sẽ quay tiếp nha. Chứ giờ mà quay tiếp nữa chắc lâu lắm luôn á. Ok, bắt đầu. One eternity later. Mấy bạn ơi, mình đã đến được màn cầu thang rồi. Đây chính là thứ mình rất là mong chờ đây. Để xem mình sẽ được đến nơi nào đây. Tiếp. Wow, tầng 93. Nhưng mà chị Quyền đây vậy. Quyền chắc luôn rồi. Tôi xây tiếp đây. Rồi ok, màn số 1. Trời ơi trời. Ok mấy bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã đến được màn 99 rồi mấy bạn ơi. Chỉ còn mình quay được số 1 thì mình sẽ chiến thắng. Cố gắng lên. Số 1. Yeah. Vậy là mình đã chiến thắng. Ta lại sợ mi quá. Win. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được đích đến rồi mấy bạn ơi. Chúng ta đã win được chị Ca Mui với Sammy rồi. Ca Mui với Sammy làm sao mà thắng mình được. Mình đã win rồi mấy bạn ơi. Yeah. Ăn sao nào. Ok. Quá đã mấy bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như mình đã chiến thắng được rồi. Và các bạn có thấy mình chơi hay không nào? Nếu bạn thấy mình chơi hay thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với gọi là chị Ca Mui và các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình win rồi. Mình không chơi đâu, trò này chơi khó quá. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Bye bye.